Rồi, chào anh em, mình đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Điện Máy EVI anh em. Thì bữa nay em có một vài cái mẫu máy mới muốn giới thiệu cho anh em. Mình sẽ giới thiệu cho anh em mình từ phân khúc nhỏ cho tới lớn nha. Ở đây thì em đang có cho anh em mình là 4 mẫu máy khác nhau. Đây, trên tay em đang cầm là một cái mẫu máy bắn code laser và 2 tia của King Blue. Ở đây sẽ là hai mẫu 5 tia và ở đây là mẫu 12 tia nha anh em. Đó, dành cho những anh em mà chuyên về mình cân bằng, mình làm thợ xây, mình có thể đầu tư một trong những phân khúc như thế này. Đó, bây giờ là mình sẽ đi đầu tiên vô là cái con 2 tia trước nha anh em. Rồi, thì đối với dòng 2 tia á, máy sẽ được trang bị cho anh em mình một cái túi đeo rất là nhỏ gọn như thế này, một cái túi đựng rất là nhỏ nha. Bên trong thì sẽ được trang bị cho anh em mút chống sốc nè, 2 lớp. Rồi, đây sẽ là một cái chân, đây sẽ là một cái đồ để kết nối với lại con máy nha anh em. Máy sẽ sử dụng pin tiểu, anh em mình lưu ý sử dụng pin tiểu, không có xài pin sạc nha. Thì pin anh em mình lưu ý giúp em luôn là nó sẽ gắn ở dưới này và anh em mình phải gắn đúng chiều pin nha anh em. Đây, gắn đúng chiều pin nha, có hai cực, cực âm và cực dương, gắn đúng chiều pin như thế này anh em mới sử dụng được. Khởi động thì anh em mình khởi động lên đó, mình chỉ cần bật như vậy thôi. Dòng này sẽ chuyên về dành cho những anh em mà mình đang có nhu cầu mình đầu tư để mà mình sử dụng về mặt thiết kế nội thất cũng như là lao phong thạch cao, anh em mình có thể trang bị con này rất là nhỏ gọn luôn em. Cái này thì để cho anh em mình kết nối làm gì, anh em mình có thể gắn cái chân đứng, gắn cái chân ở đây. Đối với dòng King Blue thì khi mà anh em mình mua máy sẽ không có chân, cho nên nếu mà anh em mà muốn xài chân á, anh em mình đầu tư thêm khoảng 200 cho tới 250k là anh em mình có thêm một cái chân. Đây là nút để anh em mình kết nối cái chân nha, còn đây là cái để anh em mình có thể kết nối để mà anh em mình sử dụng khi mà anh em mình xài trong những cái môi trường điều kiện khác nhau. Để anh em mình thích để anh em mình làm gì, bắn thạch cao đó anh em làm thạch cao, làm lao phong thì anh em mình xài con này đó. Rồi anh em mình siết lại, đây là khóa tia nè, khóa tia nhấn giữ nè anh em. Đây là nút điều chỉnh độ sáng ha. Nó sẽ có 3 cấp độ sáng khác nhau cho anh em mình sử dụng nè. Nút này là nút điều chỉnh độ sáng nè. Rồi khóa tia, khóa và mở tia nha anh em. Rồi cái chân này thì sẽ được trang bị 2 miếng 500 để cho anh em mình có thể hút vô. Khi mà anh em mình hút vô thì lưu ý là nhớ siết cái này lại để tránh trường hợp mà cái chân này nó bị di chuyển nha anh em. Đó, bắn là bắn 2 tia nha anh em. Mặt bắn tia laser là nằm ở đây, rất là chuẩn nha anh em. Khi mà anh em đầu tư con này á thì nó sẽ phù hợp cho anh em mình sử dụng trong công việc gọi là làm lao phong thạch cao rồi trang trí nội thất, 2 tia thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái dòng máy khác. Con này thì nó rất là ít chi tiết để mà anh em mình nói tới, cho nên là bây giờ là em sẽ qua luôn cái dòng phổ thông nhất là dòng 5 tia cho anh em mình tham khảo nha. Rồi ở đây thì em sẽ giới thiệu cho anh em mình một mẫu máy 5 tia của King Blue nha anh em. Thì mã của này sẽ có mã là KB05X. Dòng này là dòng 5 tia thì máy sẽ gọi là nó nằm ở trong phân khúc phổ thông được nhiều anh em mình tin tưởng và sử dụng nhất. King Blue thì đang dần hoàn thiện lên, làm rất là nhiều công nghệ cho dòng máy này. Đây sẽ được trang bị một cái vali chống sốc BMC nha anh em, rất là cứng cáp luôn. Bên trong sẽ có cho anh em mình 2 lớp mút. Máy sẽ được trang bị á, là 2 pin, một thân máy nè, một cọng dây sạc Type C. Thì cái này là đang đi theo cái xu hướng gọi là thế hệ mới. Thì đối với những cái dòng mà máy bình thường á, anh em có thể thấy á, là sẽ sử dụng một là đốc sạc, còn hai là sẽ sử dụng về cái chân cắm. Nhưng mà hiện tại á, máy của King Blue đã được trang bị chân sạc Type C như thế này. Thì những anh em mà đang sử dụng điện thoại Android á, khi mà mình quên đem cục sạc, anh em mình có thể sử dụng cái sạc của điện thoại anh em mình để mà anh em cắm vô sạc luôn ha. Và máy cũng sẽ trang bị cho anh em mình một cái cốc sạc như thế này, gọi là cốc sạc phổ thông. Đó, rất là nhỏ gọn nha anh em, dễ dàng mang theo. Rồi còn so sánh về viên pin, ở đây thì em sẽ không so sánh về bất kỳ thương hiệu nào khác, nhưng mà anh em mình có thể cầm thấy, anh em mình cảm nhận được cái cục pin này là anh em cầm rất là chắc tay nha anh em. Đó là một cái cục pin rất là nặng luôn. Đây, pin này là pin lithium, có dòng dung lượng là 4000 mAh nha anh em. Đó, đối với hai cục pin này nếu mà anh em mình làm việc liên tục, anh em mở máy liên tục thì anh em mình xài cả ngày, có khi vẫn chưa hết pin luôn. Rồi còn về thân máy đây anh em, máy được thiết kế trang bị cho anh em mình là một cái chân xoay bằng nhôm luôn. Đó, rất là cứng cáp nha. Cái chân này thì anh em mình có thể điều chỉnh được thế này để anh em mình cân bằng ở những cái chỗ mà gồ ghề, anh em mình cứ yên tâm. Dưới này cũng sẽ có cho anh em mình chỗ để mà anh em mình có thể gắn cây, thì giống như là con hai tim mà em đã nói á, thì anh em mà muốn sử dụng cây thì anh em mình có thể đầu tư thêm. Dòng này thì anh em mình có thể xoay 360 độ tùy vô cái góc nhìn của anh em mình, và máy sẽ được trang bị cho anh em mình thêm một cái dây đeo như thế này, dây để anh em mình xách nha. Đó, rất là chắc chắn, cứng cáp nha anh em. Rồi bây giờ là mình cùng nhau gắn vô rồi trải nghiệm thử nha anh em. Đây, tia của máy đang là tia xanh nha. Rồi dòng này thì sẽ thiết kế cho anh em mình 5 tia và sẽ được có đồng hồ cân nước ở đây, đồng hồ cân nước ở trên máy. Thì đối với cái dòng của King Blue này á, thì chế độ bảo hành của hãng cũng như là nhà sản xuất thì sẽ bảo hành cho anh em mình 6 tháng đối với những cái dòng máy pin, và hỗ trợ cho anh em mình cân chỉnh 12 tháng. Ở trên này thì có mã vạch QR để cho anh em mình quét cũng như là kiểm tra về mã số series của máy. Ở đây anh em mình sẽ có nút khóa tia, nhấn giữ là nó khóa tia nha anh em. Đây, nhấn giữ là máy khóa tia. Đó, anh em có thể thấy ha. Thì cũng sẽ rất là thích hợp cho những anh em mà đang cần một con máy để mà anh em mình có thể gọi là bắn, để mà anh em mình đo, làm cầu thang này kia là anh em mình ok, thoải mái hết nha. 5 tia nha anh em. Rồi thì hồi nãy đó là em đã vừa giới thiệu cho anh em mình xong về con KB05X. Bây giờ mình sẽ tới thêm một cái dòng máy của King Blue nữa, cũng là 5 tia, nhưng mà dòng này sẽ có mã là KB05SS nha anh em. KB05SS, dòng này sẽ là KB05SS. Thì bây giờ cùng em khui máy ở bên trong có gì. Đối với những cái dòng King Blue cũng như là Desktop á, thì lúc nào hãng cũng sẽ trang bị cho anh em mình một cái vali BMC chống sốc như thế này. Những cái dòng máy cao cấp ha, thì anh em mình thấy như thế này thì anh em mình cũng biết mức giá rồi, gọi là cao, gọi là hơi sẽ gọi là mức giá ở phân khúc tầm trung, để cho anh em mình có thể đầu tư trải nghiệm nha. Tại vì bên em á là sẽ có bán luôn những cái mẫu máy laser có mức giá lên tới là 2 triệu. Thì đối với những cái con này á, giá mức tầm giá của nó khoảng từ 800 cho tới hơn 1 triệu là anh em mình đã có máy để mà sử dụng rồi. Thiết kế của máy thì rất là vuông vức, so với KB05X thì XS nó sẽ vuông vức hơn rất là nhiều, nhìn nó cứng cáp hơn rất là nhiều nha anh em. Chân nè, anh em mình có thể thấy chân thì nó sẽ được thiết kế nè cực kỳ cứng luôn, và những cái điểm này nó làm gì anh em, nó sẽ giúp cho anh em mình khi mà anh em mình rơi từ trên cao xuống á, nó sẽ hạn chế được tình trạng gọi là gãy vỡ của anh em mình nha. Rất là cứng cáp nha anh em. Pin thì cũng sẽ được trang bị cho anh em mình 2 cục pin. Đó, với dung lượng là bao nhiêu đây để em xem thử nha. Dung lượng của 2 cục pin này cũng sẽ là 4000 mAh để cho anh em mình sử dụng. 2 cục này thì anh em mình xài cả ngày là vô tư luôn. Rồi cũng sẽ được trang bị cho anh em mình gọi là những cái phổ thông nhất là dây sạc và đốc sạc, và sử dụng là đốc sạc Type-C luôn. Đây, bây giờ là cùng nhau trải nghiệm thử con máy luôn. Rồi, thì một điểm rất là đặc biệt của King Blue cam kết cho bên em á, là đối với những cái dòng máy này, riêng con này nha anh em mình có thể gọi là rơi vỡ cả 100 lần. Đó, máy vẫn không bị lệch tia. Rồi, thì đối với cái dòng King Blue này anh em, riêng con này nha, hãng cam kết cho anh em mình á, rơi cả 100 lần vẫn không có bị lệch tia luôn anh em. Rất là chắc chắn, là gọi là rất là bền bỉ luôn. Anh em mà làm tính cái tay của mình hay vụng về, anh em mình có thể yên tâm đối với cái dòng King Blue này, riêng mã này nha anh em, mã KB05SS. Đó, thì anh em mình cứ yên tâm đối với cái dòng này. Đó, thiết kế nè, anh em có thể thấy nè, thiết kế ở những cái điểm này là những điểm chống sốc, chống va đập. Nó giống như là thiết kế của một cái ốp điện thoại vậy anh em. Những cái điểm G này lên nè, nó sẽ chống va đập cho anh em mình. Đó, cực kỳ ok ha. Với cái mức giá là chỉ hơn 1 triệu là anh em mình đã có thể đầu tư con máy này rồi. Rồi bây giờ là mình gắn pin vô, mình trải nghiệm thử nè. Rồi bây giờ khởi động nha anh em. Em gắn pin rồi. Đây, nút khởi động của nó sẽ là nút gạt, không phải nút xoay nha. Đó, máy vẫn sẽ có báo động nếu mà anh em mình để lệch tia. Đây, 5 tia nha anh em. 1 tia ngang nè và 4 tia xéo. Đây là chế độ khóa tia. Đó, anh em đã thấy khóa tia rồi ha. Khóa tia rồi. Đến dòng này anh em mình cũng sẽ có luôn tăng chỉnh độ sáng. Em sẽ tăng thử nè. Nhấn giữ là tăng nha anh em. Rồi, đang ở mức tối đa rồi. Anh em mình thấy nè, máy là đang ở mức chế độ sáng tối đa nè. Bây giờ giảm nè anh em. Rồi mất tia luôn. Anh em mình thấy rõ không? Đây, nó vẫn còn cái tia nhưng mà nó sẽ mờ. Rồi bây giờ tăng lên lại nè. Nhấn giữ là sẽ tăng nha anh em. Rất là ok, và máy sẽ có đồng hồ điều chỉnh gọi là cân nước ở đây cho anh em mình sử dụng luôn. Thì khi mà những con máy này á, nó thiết kế là cái này thì nó giúp cho anh em mình kiểm soát được cái mức độ nghiêng cũng như là cái độ chính xác khi mà anh em mình xây dựng hoặc là anh em mình canh xe. Đối với những cái dòng 5 tia như thế này thì anh em mình canh cái gì ở trên chiếc xe, đó là anh em mình căng bánh xe nha anh em. Căng bánh xe làm sao mà cho thẳng với cái dè, đó là anh em mình sẽ sử dụng những cái con 5 tia này đó, canh sao mà cho đúng trọng tâm, chứ không là anh em mình chạy xe rất là dễ bị sàn lắc luôn. 5 tia nha anh em. Đó, thiết kế thì cực kỳ cứng cáp luôn, anh em có thể thấy ha. Và máy cũng sẽ được trang bị cho anh em mình ở đây để anh em mình có thể gắn chân đứng để anh em mình bắn ở trên cao rồi này kia đó. Nhưng mà khi mà anh em mình mua máy là sẽ không có chân, thì anh em mình lưu ý giúp em là đầu tư thêm nha. Rồi ok, bây giờ là sẽ giới thiệu cho anh em về cái mẫu 16 tia ha. Cái mẫu của này á, của King Blue có mã là KB16XV nha anh em. Thì bây giờ thì đối với những cái mẫu 16 tia thì nó rất là nhiều phụ kiện gọi là đầy đủ cho anh em mình, bắn từ góc nghiêng cho tới những cái góc đứng luôn. Đây, ở đây là anh em mình sẽ có một cái mâm, một cái khay. Đây là một cái khay nha anh em, một cái khay nhôm. Một cái khóa nè anh em. Đây là để dành cho những anh em mà bắn lao phong nè anh em, bắn trên cao thì cái cục này là sẽ nó sẽ hít vô. Đó cho anh em mình điều chỉnh được luôn. Điều chỉnh lên xuống nè, qua lại. Đúng cái nhu cầu của anh em mình sử dụng góc nghiêng nè anh em. Rồi, đây sẽ là cái góc qua. Một cái bàn xoay nha anh em. Đây là bắn góc nghiêng nè. Rồi, đây là củ sạc. Nói chung là đầy đủ hết. Còn đây là nhân vật chính của mình. Máy thì sẽ được trang bị cho anh em mình 2 pin, một sạc kèm remote nha. Còn những phụ kiện này thì mình không nói tới nha anh em. Bây giờ là lấy pin ra để mà test cho anh em mình xem. Thì cái dòng bắn lao phong này á, anh em mình đi công trình sử dụng rất là nhiều luôn. Khe đựng pin của nó là ở dưới này. Cục pin là 5020 mAh nha anh em. Bỏ vô rồi mình xài thôi. Khóa lại. Nút công tắc ở bên hông. Điều chỉnh nè. Ở đây thì anh em mình sẽ có một cái nút gọi là nút tăng giảm độ sáng, thì nó cũng là cái tính năng gọi là khóa tia cho anh em mình luôn. Đó. Đây, bộ máy vậy là 16 tia, 4 hướng nè anh em. Đây 4 hướng. Ở dưới này 4 hướng nữa. Ở trên là thêm 4 hướng nữa cho anh em mình sử dụng nha, rất là ok nha anh em. Rồi, thì đối với cái dòng 16 tia này á, thì được nhiều anh em bắn lao phong, mình làm trần nhà, làm thạch cao anh em sử dụng nhiều hơn. Cho nên là đối với con này thì anh em mà đi công trình chuyên về lao phong, chuyên về thạch cao, anh em mình có thể đầu tư con này. Còn anh em bây giờ là em sẽ test về cái độ bắn xa của dòng máy 5 tia mà rẻ nhất của King Blue ở thời điểm hiện tại ha. Thì cái con chống sốc kia thì bây giờ mình khỏi test luôn, mình chỉ test cái con rẻ nhất thôi là anh em mình sẽ biết được cái hiệu năng của con lớn luôn. Đây. Đối với cái dòng này á, thì anh em mình có thể bắn xa từ 20 cho tới 50 m nha. Bây giờ là em sẽ test thử, vẫn là ở vị trí cũ. Bây giờ là em sẽ đứng xa hơn một xíu nữa. Đây, đứng đây đây. Em sẽ canh góc em bắn cho anh em xem. Rồi, anh em mình có thể thấy ha, cái tia là nó đang ở tủ nước nha anh em. Anh em nó khoảng tầm là cứ một gốc cây là anh em cứ tính là 10 m đó. Thì bây giờ là hiện tại là cái tia nó đang cách em khoảng 40 m nha. Vẫn rất là rõ nha anh em. Đây anh em có thể thấy rõ ha, tia vẫn đang ở khoảng cách là 40 m, vẫn rất là rõ nha. Tùy vô cái nhu cầu sử dụng của anh em thì sau màn test vừa rồi là anh em mình có thể thấy được một con máy rẻ nhất của King Blue đã có thể đáp ứng cho anh em mình sử dụng từ công trình, anh em làm thợ xây, anh em làm bánh xe ha, gọi là canh thợ xe đồ anh em. Và anh em mà đi công trình bắn lao bông đồ này kia, từ những cái dòng máy rẻ nhất cho tới những dòng máy cao cấp đều có thể đáp ứng được cho anh em mình. Thì bây giờ là em xin phép báo giá cho anh em mình biết từng mẫu ha. Đối với cái mẫu KB02X này thì hiện tại bên em đang bán cho anh em mình với giá là 750 một mẫu nha anh em. Rồi tiếp theo 05X thì sẽ có giá là 1.690.000, XS thì sẽ có giá là 2.090.000 và cuối cùng 16XV sẽ có giá là 2.660. Đó, đồng tiền thì đi đôi với chất lượng, cho nên là anh em nhìn về thiết kế nè, nhìn về phụ kiện thì anh em mình cũng biết chất lượng của con máy như thế nào. Rồi, bây giờ đó thì anh em nào mà đang có nhu cầu sử dụng những cái dòng máy bắn cốt laser tới từ thương hiệu King Blue, anh em mình nhanh tay nhấc điện thoại lên gọi ngay số hotline 0934077765 để được bên em tư vấn và hỗ trợ. Còn nếu mà anh em mình đang có nhu cầu muốn tới trực tiếp cửa hàng để mà anh em test máy và trải nghiệm thì anh em mình có thể ghé qua địa chỉ cửa hàng Điện Máy EVI 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 nha anh em. Thì bên em chuyên kinh doanh cho anh em mình từ những cái dòng máy giá rẻ xài gia đình cho tới những dòng máy cao cấp đẳng cấp dành cho những anh em làm thợ nha. Đặc biệt là có luôn máy hàng laser dành cho những anh em mà làm công trình sắt thép, mình có thể đầu tư. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em mình ở video sau nha.